Kính thưa Tăng Quyết, kính thưa Hội Thánh và Tăng Khách, chúng ta có mặt sáng hôm nay ở tại đây để cùng dự lễ di quan đưa thân xác người chị em chúng ta, cô Âu Thị Thúy, về đến nơi gửi phần xác lại chờ ngày sống lại. Và trong cái thời giờ này, trong cái thời giờ tử biệt sinh ly, tôi và anh chị em, những người còn đang sống, hãy suy gẫm về sự sống và cái chết. Hãy suy gẫm về chặng đường còn lại của chúng ta. Vì cớ người chị em của mình đã xong cuộc đua, đã được Chúa gọi về để nghỉ ngơi. Và sáng hôm nay tôi cậy ơn của Chúa để cùng với quý đầy tớ Chúa, Hội Thánh, gia quyến cũng như là Tăng Khách cùng suy gẫm lời của Chúa ở trên Phục Truyền chương 34 câu 1 đến câu 12. Đó là câu chuyện nói về những ngày cuối cùng của lãnh tụ Môi-se, một người hầu việc Chúa, một lãnh tụ tin kính của Chúa. Nếu quý vị có Kinh Thánh thì cùng dở ra với tôi ở trong sách Phục Truyền chương 34 từ câu 1 đến câu 12. Tôi đọc trước hết từ câu 1 cho đến câu số 4 trước, và tôi và quý vị sẽ cùng suy gẫm với nhau về cái chết của người hầu việc Chúa, cái chết của một đầy tớ Chúa, cái chết của một người được Chúa đẹp lòng. Từ cao nguyên Moab, Môi-se lên đỉnh Phít-ga trên đỉnh núi Nebo đối diện Jericho. Tại đó Đức Giê-hô-va cho ông xem toàn bờ cõi từ Gala-át đến Dan, toàn xứ Nephtali, vùng đất Ephraim và Manasse, toàn xứ Giu-đa cho đến tận biển Tây, vùng Negev và vùng đồng bằng, tức là thung lũng Jericho, thành cây Trà Là cho đến Xoa. Đức Giê-hô-va phán với ông: đây chính là xứ mà ta thề ban cho Abraham, Isaac và Jacob khi ta nói ta sẽ ban xứ này cho dòng dõi con, ta sẽ cho con xem tận mắt xứ ấy, nhưng con sẽ không được vào đó. Có ba điều trong cái phần Kinh Thánh này liên quan đến sự chết của một người hầu việc Chúa, tôi muốn cùng với quý vị suy gẫm trước khi chúng ta đưa phần thân xác của người chị em chúng ta gửi nơi phần mộ chờ ngày sống lại. Điều đầu tiên chúng ta sẽ cùng suy gẫm về sự chết của người hầu việc Chúa, đó là người của Chúa qua đời khi ước nguyện chưa thành. Người của Chúa qua đời khi có những ước nguyện chưa thành. Chúng ta biết rồi, mặc dù thất bại trong việc đập vào cái tảng đá ở Meriba, thay vì vâng lời Chúa mà phán với nó, thì Chúa vẫn bảo trong câu 5 rằng Môi-se là tôi tớ ta. Bằng tay của Đức Chúa Trời vẫn ở trên đầy tớ của Ngài, nhưng mà cái sự thánh khiết của Chúa đòi hỏi rằng tội của Môi-se phải chịu hậu quả nghiêm khắc, là không được vào, không được dẫn dân Israel vào trong xứ hứa. Cái điều đó dạy cho cả Israel rằng chỉ là Đức Chúa Trời là thánh và phải được tôn thánh. Ngay cả những lãnh đạo vĩ đại nhất của Chúa cũng không được bỏ qua điều này. Chúa là thánh, Ngài phải được tôn thánh. Thưa quý vị, là một lãnh tụ vĩ đại của dân Israel, một đầy tớ thật của Đức Chúa Trời, nhưng Môi-se vẫn có hai cái lời cầu nguyện nhưng mà không được Chúa nhận. Thứ nhất, đó là ông xin Chúa cho con được chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài. Ông xin Chúa cho con được chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài ở trong suốt Ê-díp tô ký chương 33 câu 18. Và thứ hai là ông xin Chúa cho ông được phép đi qua và ngắm nhìn miền đất tốt tươi đó ở trong Phục Truyền chương 3 câu 25. Nhưng mà cả hai điều Chúa đều trả lời no. Môi-se chỉ được phép nhìn sau lưng Chúa khi Chúa đi qua, chứ ông không được trực tiếp nhìn thẳng vào mặt Chúa. Và ông chỉ được phép nhìn xứ hứa từ đằng xa, chứ ông không được phép dẫn dân vào trong xứ đó. Điều này nói gì với tôi và quý vị ngày hôm nay? Ấy là ngay cả những người lãnh đạo vĩ đại nhất cũng có thể qua đời với những ước nguyện chưa thành và với những lời cầu nguyện chưa được Chúa hồi đáp. Phải chăng Môi-se xíu đức tin? No. Phải chăng những lời cầu nguyện của người lãnh đạo này thiếu bền đổ nên Chúa không nhận lời? Chắc chắn là không. Bằng chứng ấy, Hebrew chương 11 câu 13 cho chúng ta biết là tất cả những người ấy đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều đã hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều ấy từ đằng xa. Hay là câu 39 Hebrew 11 nói rằng là tất cả những người ấy dù đã được chứng nhận tốt nhờ đức tin nhưng chưa nhận lãnh điều đã hứa cho mình. Những người ấy là ai?
là những vị anh hùng đức tin, là những người đã được chứng nhận tốt nhờ đức tin. Nhưng sao? Không, hay chính xác hơn là chưa nhận được những gì Chúa hứa. Thành ra quý vị ơi, đừng có định tội chính mình hay là anh em của mình vì là họ thiếu đức tin nên mới không nhận được những gì Chúa hứa cho họ là chữa lành hay là giải cứu. Một người vĩ đại như Môi-se, một tân tớ vĩ đại của Đức Chúa Trời như ông, mà vẫn phải qua đời với những lời cầu nguyện mà không được Chúa nhận. Nhưng tạ ơn Chúa là nhờ ân điển của Ngài, cả hai lời cầu xin của Môi-se về sau được trả lời. Anh em còn nhớ câu chuyện trên núi Hóa Hình không? Môi-se đã cùng với Eli nhìn thấy Chúa Giê-xu trong vinh quang Ngài, khi chân của ông lúc đó đang đứng trên, thực sự là trên sư hứa. Chúng ta có thể chết với những ước nguyện chưa thành, với những lời cầu nguyện chưa được hồi đáp. Nhưng thưa quý vị, vinh quang của Đấng Christ và phước lành của thiên đàng sẽ bù đắp nhiều hơn cho tất cả những nỗi thất vọng của chúng ta. Amen. Điều đầu tiên mà chúng ta đã học được là người lãnh đạo của Chúa, người hầu việc Chúa có thể qua đời khi ước nguyện chưa thành. Điều thứ hai mà chúng ta sẽ học ở trong phần Kinh Thánh, người của Chúa qua đời theo cái cách Chúa định, theo cái giờ Chúa định. Người của Chúa qua đời theo cái cách Chúa định và theo cái giờ Chúa định. Câu số 5 và câu số 7 của Phục Truyền 34 phát như này: Môi-se đầy tớ của Đức Giê-hô-va qua đời tại đó, trên cao nguyên Mô-áp như lời Ngài đã phán. Môi-se qua đời khi ông được 120 tuổi, nhưng mắt không mờ, sức ông không giảm. Môi-se qua đời lúc 120 tuổi trên đỉnh núi, chỉ có mình em thôi. Chúa tể trị cái thời gian sống và cái giờ chết của con loài người chúng ta. Chúa sắp đặt chính cái ngày đó, giống như Thi Thiên 139 câu 16 mà chúng ta đều biết: số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Cái hạn định của mỗi một người sống trên đất dài ngắn khác nhau, tùy theo cái nhiệm vụ hay là cái chức phận mà Chúa giao cho người đó. Thế nhưng mà tôi và quý vị thì thường luôn muốn mình và người thân của mình là được sống lâu nhất trên đất có thể. Chúng ta luôn nghĩ rằng là sẽ là tốt hơn cho người thân đó của mình nếu người ấy được sống lâu hơn, thọ hơn. Nhưng mà kỳ thực ngay cả cái ước muốn tốt lành này của chúng ta thì chúng ta cũng chỉ quan tâm đến mình thôi. Mình muốn cho người đó sống lâu hơn là tốt cho mình, cho lợi ích của mình, chứ không phải thật sự vì cho người đó đâu. Ích kỷ quá đúng không? Anh chị em ơi, ngay cả những ước vọng tốt lành cho người khác, đặc biệt là cho người thân của chúng ta, thì thật ra cũng chỉ vì chúng ta mà thôi. Nhiều khi chúng ta đâm ra thất vọng, nhiều khi chúng ta đâm ra giận Chúa, oán trách Chúa, và có người thậm chí bỏ Chúa vì Chúa không nhận lời cầu xin của mình. Cái lời cầu xin mà thoạt nghe rất là tốt lành, không có chút vị kỷ nào cả. Đúng kỳ hạn đã định, khi đầy tớ Chúa đã hoàn thành nhiệm vụ, Chúa rút người về nghỉ ngơi. Trong trường hợp của Môi-se thì ông không chết vì bệnh. Ai trong chúng ta cũng muốn được qua đời như vậy đúng không? Ai trong chúng ta cũng muốn được qua đời giống như tổ phụ Gia-cốp đúng không? Tức là sau khi triệu tập con cái lại, chúc phước xong rồi, rút chân lên giường, tắt hơi thở về với nơi tổ tiên. Ai cũng muốn được như vậy cả đúng không? Thế nhưng mà mỗi người phải chết cách nào là do Chúa quyết, chứ không phải do người đó hay là một ai khác quyết định. Môi-se thì chết già không bệnh tật gì, nhưng mà Giăng Báp-tít thì chết chém. Còn tiên tri Ê-li-sê, cái người mà đã làm đủ các loại phép lạ và chữa lành cho không biết bao nhiêu người thì lại chết vì bệnh. Anh chị em có biết điều đó không? Các vua nhì chương 13 câu 14 cho chúng ta biết rằng Ê-li-sê lâm bệnh và do bệnh ấy ông phải qua đời. Thành ra đừng định tội thưa quý vị, đừng phán xét tôi tới Chúa khi ai đó trong số họ qua đời vì bệnh. Kinh Thánh không cho chúng ta biết Ê-li-sê bị bệnh gì. Chúng ta không biết tại sao người của Chúa phải bị bệnh và tại sao Chúa không chữa lành cho đầy tớ Chúa. Đó vẫn còn là một sự kinh nghiệm Chúa không bày tỏ cho chúng ta. Nhưng điều chúng ta biết là gì? Ngay cả những đầy tớ vĩ đại, đầy ơn của Chúa như Ê-li-sê, như Môi-se, cũng có những cái lời cầu nguyện không được nhận. Có những người qua đời vì bệnh. Chúa quyết định mỗi người
chúng ta phải chết cách nào để làm sáng danh Chúa, giống như Giăng chương 21 câu 19 mà Chúa Giêsu đã nói với Phi-rơ. Hỡi các đầy tớ Chúa, hỡi quý anh chị em, người của Chúa qua đời theo cái cách Chúa định, theo cái giờ Chúa định. Cái câu số 8 của phần Kinh Thánh này nói gì? Con dân Israel thương khóc Môi-se suốt 30 ngày trên cao nguyên Moab. Sau đó họ chấm dứt những ngày thương khóc và để tang cho Môi-se. Tôi có quý vị biết rằng là dân Israel đó, thường tin là họ phàn nàn, họ lầm bầm, họ quán trách, họ chỉ trích cái ông lãnh đạo của họ là Môi-se. Họ cáo buộc ông đủ các kiểu. Nhưng mà khi ông qua đời, họ để tang ông đến 30 ngày. Điều này cho chúng ta thấy gì? Chúng ta thường không có nhận ra những cái phước lành của mình cho đến khi chúng bị lấy đi khỏi chúng ta. Chúng ta không có nhận biết, không có trân quý những gì mình hiện có cho đến khi điều đó không còn nữa. Hãy để cho những người thân yêu của anh chị em biết rằng anh chị em yêu thương và đánh giá cao họ khi anh chị em còn có cơ hội. Cho nên khi còn đang sống, thưa quý vị, làm được gì cho người khác mà nhất là cho những người thân của mình, người nhà của mình, thì hãy làm đi. Báo hiếu hả? Hãy yêu khi người còn đang sống. Kính trọng hả? Hãy kính trọng khi người còn đang sống. Yêu thương, hãy yêu khi người còn đang sống. Bởi vì khi một khi người ta đã chết rồi, tôi và quý vị không còn có cơ hội nữa đâu. Tiếc thay, nhiều người chỉ chợt tỉnh cơn mê khi không còn cơ hội, chỉ nhận biết mình đã mất đi điều quý giá khi điều đó không còn. Khi hiểu ra thì đã muộn màng rồi. Nên nhiều người cố vớt vát bằng cách làm đủ các kiểu để nhằm chuộc lỗi. Nhưng thưa quý vị, một khi mà người đã chết rồi thì những việc ta làm có không còn ý nghĩa gì đâu. Có chăng chỉ là che mắt thiên hạ và tự lừa dối lương tâm của chính mình mà thôi. Như vậy, người của Chúa qua đời khi vẫn còn những ước nguyện chưa thành. Và người của Chúa qua đời khi theo cái cách Chúa định và theo cái giờ Chúa muốn. Điều cuối cùng mà chúng ta sẽ học trong phần Kinh Thánh này, đó là người của Chúa qua đời nhưng chương trình của Đức Chúa Trời vẫn cứ được tiếp diễn. Người của Chúa qua đời nhưng chương trình của Đức Chúa Trời vẫn cứ được tiếp diễn. Tôi đọc câu 9 đến câu số 11. Giô-suê con trai của Nun được đầy dẫy thần khôn ngoan vì Môi-se đã đặt tay trên ông. Dân Israel vâng lời Giô-suê và làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán truyền qua Môi-se. Về sau trong Israel không còn xuất hiện một nhà tiên tri nào giống như Môi-se, người được Đức Giê-hô-va biết mặt đối mặt. Không ai như ông, người được Đức Giê-hô-va sai làm những dấu lạ phép màu tại Ai Cập trước mặt Pha-rô-ôn, quần thần và cả xứ sở của vua ấy. Môi-se đầy tớ của Đức Chúa Trời đã chết. Dân chúng vô cùng thương tiếc ông. Nhưng rồi những ngày để tang cho Môi-se cũng phải chấm dứt. Người của Chúa đã chết, nhưng mà Đức Chúa Trời thì hằng còn đời đời. Kế hoạch của Ngài đối cùng dân sự Chúa thì không hề chết, vẫn cứ được tiếp diễn. Thần linh của Đức Chúa Trời, Đấng đã ban quyền năng và sự khôn ngoan cho Môi-se, giờ đang hành động ở trong Giô-suê. Hai thầy trò thì có những ân tứ khác nhau, và Kinh Thánh khẳng định rằng về sau không có ai sánh được với Môi-se về phương diện biết Đức Chúa Trời mặt đối mặt và thực hiện các phép lạ phi thường. Nhưng mà Chúa dùng Giô-suê để lãnh đạo Israel trong cái cuộc chinh phục Canaan. Nói một cách khác là gì? Một cái giai đoạn mới đã bắt đầu, giai đoạn tiên kim xưa. Chắc chắn rằng dân Israel tiếc nuối Môi-se, nhưng họ phải sớm nhận thức rằng họ sẽ chiêm sư mà không có Môi-se. Họ phải chiêm sư với một người lãnh đạo khác. Và thật vậy, Môi-se không có được kêu gọi để lãnh đạo dân Israel chiêm sư. Ông chỉ được chọn để đem Israel ra khỏi đời nô lệ Ai Cập mà thôi. Môi-se đã xong sự chạy, ông đã hoàn thành thiên mệnh. Những gì tiếp theo là việc của Giô-suê và dân Israel. Cũng một thể đó, người chị em của chúng ta, bà mục sư Phạm Văn Đoàn đã xong sự chạy, đã hoàn tất cuộc đua, đã được Chúa gọi về để nghỉ ngơi. Những gì còn tiếp theo là phần việc của chúng ta, những người còn đang sống. Bên linh cữu của người chị em chúng ta, anh chị em ơi, hãy suy gẫm về những gì mình đang làm, đang đầu tư, đang theo đuổi. Bởi vì cái phần còn lại là của tôi và quý vị, những người còn đang sống đây. Liệu rằng khi Chúa gọi chúng ta về,
Ai trong quý vị có thể ngẩng mặt lên mà dõng dạc thưa với Chúa rằng con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao con làm không? Cầu xin Chúa thức tỉnh hết thảy chúng ta, những người còn đang sống trên đất. Cầu xin Chúa dục lòng quý đầy tớ Chúa, hết thảy con dân Chúa và quý vị tăng khách một lòng mạnh mẽ để chạy cho xong cuộc đua mà Chúa bày sẵn trước mặt mình. Người của Chúa qua đời có thể vẫn còn những ước nguyện chưa thành, những lời cầu nguyện chưa được phúc đáp. Người của Chúa qua đời theo thời điểm của Chúa và theo cách Chúa muốn. Người của Chúa qua đời nhưng công việc của Đức Chúa Trời vẫn cứ tiếp tục. Xin mời quý vị cùng đứng lên trong thời gian này. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa và chúng ta cùng đáp ứng với lời của Chúa. Hãy để cho ý nguyện của Chúa, hãy để cho chương trình kế hoạch của Chúa là điều đã hoàn tất ở nơi nữ đầy tớ Chúa bầu sư phạm văn đoàn tiếp tục được hoàn tất nơi tôi và những người nam người nữ đã tiếp nhận Đức Giêsu làm cứu Chúa và đã dâng cuộc đời mình để phụng sự Ngài. Tôi muốn nói với tất thảy quý tăng quý tăng khách, những người chưa một lần mời Đức Giêsu vào trong cuộc đời của mình, thưa quý vị, cuộc đời ngắn ngủi lắm. Sẽ đến một lúc quý vị phải đối diện với sự chết, không theo cách quý vị muốn mà theo cách trời muốn. Hãy chuẩn bị chính mình để khi đến giờ Chúa kêu gọi, quý vị có thể vui mừng bước vào trong nhà Chúa, vì có quý vị khi còn đang sống đã tiếp nhận Đức Giêsu làm Chúa và làm cứu Chúa của mình. Cầu xin Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta, làm ơn trên chúng ta. Hallelujah.